Người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí số 5. Khánh xin nhắc lại cách thức bình chọn là chúng ta sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như là phần biểu diễn của người chơi ở vị trí số 5. Và thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Và thời gian bình chọn đã kết thúc.
Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm giữ bí mật số điểm mà quý vị vừa dành cho người chơi vị trí số 5 đến cuối chương trình sau khi kết thúc 8 tiết mục song ca. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với cô gái rất là xinh đẹp đang đứng cạnh nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ ở ngoài bên dưới và quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt trên kênh truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Nguyễn Thập Thảo, hiện nay em là ca sĩ tự do và là một giáo viên âm nhạc. Wow, xin chào Thập Thảo. Nãy giờ chị Quỳnh cứ bồi hồi hoài mà rất là vui khi cái bài hát của mình được tròn. Và bé đây á là hợp tác với chị Quỳnh phải gọi là quá suôn sẻ luôn. Từ nhảy cho đến hát. Cái đó là đúng là cái thăng hoa của ca sĩ đó. Chứ thật sự nên nếu mà có một cái sự cơ cấu sắp đặt trước thì cái mặt rất là đơ. Bây giờ thì Thành rất muốn nghe ý kiến của ba người nghệ sĩ khách mời còn lại ạ. Cho anh hỏi một câu thôi. Là Thảo, bé Thảo có phải đến từ miền Trung không? Em ở Hội An, Quảng Nam. Quảng Nam, đúng rồi. Anh nghe anh phát hiện là trong cái tiếng nói của em, mặc dù một bài hát rất là sôi động, nhưng anh phát hiện ra cái vị mặn mặn của miền Trung. Rất là đáng yêu. Cảm ơn Thảo. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chị cho em một cái cảm giác là em được gặp chị cách đây 20 năm hơn. Wow. Thì tự nhiên bao nhiêu cái ký ức nó ùa về. Em chỉ mong là xíu nữa em hỗ trợ một người chơi mà được tròn vẹn như chị hồi nãy, là tiết mục hồi nãy là em cứ nghĩ là đã tập, phải tập rất là nhiều để hát ăn ý mọi thứ luôn, từ cái cách hát rồi cái cách mà khi mà hai người hát cùng rất là đều với nhau. Ngoài cái sự hỗ trợ rất tốt từ chị Ngân Quỳnh thì em đúng là một giáo viên về âm nhạc. Em đã rất nhanh nhạy. Chúc mừng em với lại chị Quỳnh đã có một tiết mục quá đã. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Quốc Đại ạ. Thế còn Sĩ Luân thì sao ạ? Anh có cảm thấy tiếc khi mà Thập Thảo lại thuộc về sự lựa chọn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh không? Đúng rồi, rất là tiếc ạ. Tại vì khi mà Thảo vừa cất giọng lên thì anh rất là thích. Bởi vì giọng em đầy, tròn. Và cái điều hay đó là khi mà em phối hợp với chị Quỳnh thì em nương chị được. Chúng tôi đang nghĩ là chúng tôi sẽ là người nương cho các bạn. Thì các bạn nương ngược lại chúng tôi. Thì cái điều hay đó là ở bạn là một giáo viên, bạn sẽ biết cách để làm sao cho tiết mục hay nhất. Chỗ nào sẽ là chỗ chúng ta nhường cho đối phương ca, chỗ nào sẽ là chỗ mình ca. Và anh rất thích ngày hôm nay trang phục em rất là đẹp, rất là tự tin. Ngày hôm nay thì sẽ luôn nghĩ là 8 giọng hát này sẽ rất ấn tượng và sân chơi này sẽ rất là gay cấn. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân cũng như là các khách mời còn lại. Thank you.
nhạc đông đưa lời thơ, mặt trời lên xoa dịu giấc mơ. Nếu gặp lại nhau ngày sau, liệu ta sẽ thế nào? Qua vạn con đường, mình dường như vẫn còn. Muôn ngàn nhớ thương ngàn vẫn vương. Nơi mà ta gặp gỡ muôn ngàn hoa rực rỡ, chờ em về. Nơi người đi lặng lẽ, em nhìn theo thật khẽ. Nơi bàn chân cùng bước, nơi cùng nhau ngồi dưới hiên nhà đón cơn mưa hạ. Em khóc một mình. Nơi mà ta gặp gỡ muôn ngàn hoa rực rỡ, chờ em về. Nơi người đi lặng lẽ, em nhìn theo thật khẽ. Nơi bàn chân cùng bước, nơi cùng nhau ngồi dưới hiên nhà đón cơn mưa hạ. Em khóc một mình. Tôi chỉ lặng xa.
dẫu khuôn mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh góp hoa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho quý vị. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Vũ xin được gửi lời chào tới bốn quý vị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, gửi lời chào Bạch Công Khanh cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Xin chào anh Ngọc Vũ. Có lẽ là một lời chào đặc biệt tới anh Hồ Trung Dũng, bởi vì là chắc là anh không còn nhớ đâu, cách đây khoảng chừng 10 năm rồi là Ngọc Vũ đã từng được song ca với anh một lần, ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Ngày luôn. Dạ. Hay vậy? Bây giờ đố thử đi anh Vũ, anh Vũ nhớ được anh chương trình đó là gì không? Cái sự kiện gì xảy ra ngày hôm đó vậy em? Ở đó là Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đấy anh Dũng là khách mời tới tham dự chương trình tại bệnh viện, và Ngọc Vũ được chọn để hát chung với anh Dũng ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà được song ca với anh Dũng, cũng như là từ cái lần đó đã tiếp thêm rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê trên con đường ca hát của Ngọc Vũ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Dũng, hy vọng là lần sau mình hát chung không phải 10 năm nữa. 10 năm hát chung nhau lần là bị hiếm. Ủa Vũ ơi, Vũ à, cho chị hỏi là em đến bệnh viện Tai Mũi Họng và với cái tư cách trong hôm đó là sao? Dạ, xin được chia sẻ là Ngọc Vũ hiện tại đang là bác sĩ gây mê ở khoa phẫu thuật bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị nghĩ là chỗ nhìn em giống như chị tưởng tượng đến Trả Nợ Tình Xa, nghĩ đến rêu phong đồ này nọ, những quằn quại rốt, mà hôm nay em hát chân tình. Có một cái điều mà chị khen ở đây á, là em á, khi mà em hát với anh Dũng á, em rất là biết cách, là có nghĩa là cả hai cùng nương tựa vào nhau, biết khi nào mình phải hát và khi nào mình phải nương qua lại, bè qua lại. Và hôm nay anh nghĩ sẽ là một cái kỷ niệm đẹp, một cái kỷ niệm rất đẹp nữa của hai anh em, bởi sự kết hợp với nhau ở ca khúc này. Và em phải thật sự em phải cảm ơn Hồ Trung Dũng rất là nhiều, bởi vì anh Dũng đã nép lại một xíu và cái cách xử lý bài của anh Dũng cực kỳ hay, và em phải cần học hỏi thêm về cái đó, để chính cái sự mà xử lý bài của anh Dũng đã giúp cho cái ca khúc Chân Tình này nó có một cái điểm nhấn về nhẹ nhàng, về cái cảm xúc nhiều hơn. Bên cạnh em là một cái năng lượng cực kỳ dữ dội ở ca khúc này. Dạ. Chúc mừng hai anh em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Trời đất ơi, số bấm một 7. Bây giờ sẽ là Phai Dấu Cuộc Tình. Xin mời anh Nguyễn Đình Vũ. Một người ra đi vội vã.
trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Đi rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai giống từ một buổi chiều, thật buồn may sắm theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối xi vắng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối vai bóng sáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mây sắm theo nhau về. Sầu thương giăng kín lấp lối di vắng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời. Một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối vơi bóng sáng ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, em ơi mình đành vỡ tan. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm mơ này đã phai tàn, cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Cuộc tình xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ. Một rất tuyệt vời đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Quý vị khán giả nhớ dành tình cảm yêu thương cho em cũng như anh Vũ nha quý vị. Thời gian đã hết, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, trước tiên thì em xin được chào 4 vị khách mời, cũng như là anh Nguyễn Đình Vũ, cũng như là MC chương trình anh Bạch Công Khanh.
Em là Lưu Quốc Việt, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận, nhưng mà quê hương của em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Lẽ ra hồi nãy á, lúc mà Việt hát là anh rớt nước mắt rồi. Bởi vì cảm xúc quá, tự nhiên quay qua dòm tới em một cái giọt nước mắt nó thụt ngược ra vô nha. Cái gì vậy trời, bên đây người ta đang hát say đắm truyền cả bên đây cái mặt. Anh ơi, cuộc tình xưa thì em phải làm em diễn giải thôi. Mây sáng nắng kéo nhau về là mình phải làm sao? Mình thì phải đó, làm mấy về buồn liên nó thì phải như nhờ, vậy. Thì nhờ em làm như vậy thì cuộc tình em mới thành cuộc tình xưa đó em. À, biết không? Nghe cái giọng của Việt hát mình thấy nó đầy đặn, nó hay và nó đầy cảm xúc và nó bắt miết, mặc dù hát cái tông thấp nhẹ như vậy, trầm như vậy, rất là hay, cái giọng của em rất là đẹp mà gặp cái bài này anh cũng thích nữa. Tại vì chị thấy em bước xuống em có cảm giác như cái mặt em rất là lo, chị cũng nghĩ là không biết cậu này có giọng hát có hát được hay không. Thì khi mà em đã điều chỉnh được cái mặt của em và bắt đầu cảm xúc của em vô cái thì em cất lên cái giọng hát của em, rồi chị nói là bé này hát hay quá và chị chúc mừng cái phần trình diễn của em. Thời gian của anh bắt đầu. Và xin mời anh quyết định. Và bây giờ sẽ là tiết mục yêu. Đập ta khát khao, yêu là bao sầu đau buồn phiền ta rất chia, yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến, yêu cần chi lời nói ngọt ngào nhưng trắng phai, yêu cần chi ánh mắt nụ cười trong phút giây, yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Thank you.
yêu tình không gian dối, tình yêu tình không tiếc nuối. Cho yêu nhau dẫu thương nhau, mình mãi bên nhau không rời xa. Yêu là tình quấn quanh người đẹp ta khát khao, yêu là mang sâu đâu hồn vui ta sớ chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay, yêu là yêu ngàn đời xin dâng hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào nhưng trong phai, yêu cần chi ánh mắt mà cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng anh đớn đau, yêu mà sao tình em vội lãng quên. Yêu đau đớn chi thêm cho tan nát tim đau. Yêu hãy đến bên nhau, đắng cay ngọt buồn cũng sẻ chia. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả dành cho cô gái vừa hát xong ca với anh Nam Cường. Nếu chọn chúng ta chọn phím A, nếu không chọn sẽ nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Xin chào anh Bạch Công Khanh và xin chào tất cả quý vị khán giả cũng như là anh Nam Cường cũng như là ba anh chị khách mời còn lại ạ. Em là Hải Phương. Xin chào Hải Phương. Dạ. Ở cái ca khúc này á, Vũ thấy được cái sự tập trung của bạn rất cao độ. Khi bạn vừa bước ở chỗ đó xuống, đứng trong trọng có nóng nha quý vị, có một cái sự nóng nực tại vì nó một không gian kín, cái cọng tóc của bạn nó bị dính ngay trên cái má bên tay phải của bạn, nhưng bạn tập trung vào cái giọng hát từ đầu cho đến cuối, cho đến khi mà hết bài nhạc nhìn anh Nam Cường cười một cái bắt đầu mới dạ em cảm ơn mới vuốt nó qua. Điều đó em sẽ mang cho em một cái sự hấp dẫn, sự chuyên nghiệp, hấp dẫn những cái điều tuyệt vời nhất em mới có được cái màn trình diễn tuyệt vời như ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh Vũ. Tại vì sao? Tại vì khi mà Cường với lại Phương đang hát á, anh có liếc nhẹ. Ủa liếc nhẹ hả? Nặng nhẹ. Lắm, em thấy anh nặng lắm luôn á. Ủa liếc qua bên tay phải hả? Liếc nhẹ qua đây thì anh thấy Vũ ngồi coi vậy nè. Ngồi nghe mà say mê đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tiết mục này, cái sự phối hợp của hai bạn rất là ý. Hai cái giọng nó hòa quyện vô với nhau. Một người thì nói về tình yêu một cái kiểu như là cuồng nhiệt, nóng bỏng, dữ dội. Còn một người bên đây nói về tình yêu bằng một cái sự thâm trầm, cái nhẹ, sự sâu sắc, đỉnh đạt. Tự nhiên hai cái con người đó với hai cái giọng hát kết hợp với nhau trong cái bài này, mình thấy nó hòa quyện, nó tuyệt vời. Chúc mừng. Đó chính là yêu đấy ạ. Và thưa quý vị, tất cả những điều hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Thà xót cho ta trăm nghìn trùng diều đông, đừng một lời này mãi mỉa cho nhau. Đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sau. Này giọt đi em từng chén buồn cay đắng, chợt ta cười trong nỗi giọt xa đưa. Giọt nữa đi em giọt đầy ly cà
tâm ta, say rộng ta như tự bỏ bao giờ. Em cứ vui đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu màu. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang, trong âm vang vang dậy sóng sóng. Một giọt sâu ly biệt, chở ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sâu dài ta còn mãi. Dành cho quý vị khán giả tại trường quay, bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Minh Luân. Thời gian bắt đầu. Mọi người ơi, nhớ bấm A nha. A nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Khanh.
Em xin chào anh Minh Luân, xin chào ba vị khách mời còn lại, các bạn trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang ra xem màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên Châu Văn Tuấn, em đến từ quê hương Sóc Trăng, miền Tây. Xin chào Châu Văn Tuấn. Tuấn có phải ca sĩ không? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Em rất là đam mê âm nhạc. Và em xin tiết lộ thông tin với mọi người, em cũng là một nhạc công. Em chơi organ cho phòng trà. Thì em chơi đàn thì cũng tầm khoảng 12 năm. Đó. Thì ít ra thì cũng phải có liên quan gì tới âm nhạc. Bây giờ cho Yến hỏi đi anh Tuấn ơi, rồi bây giờ năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, dạ. Em biết ông nó quá nhiều thứ, nó bổ trợ cộng lại với nhau. Đầu tiên là gì? Mê âm nhạc. Cái thứ hai là chơi đàn 12 năm cộng 32 tuổi. Gộp vào trời ơi, cái tiếng hát gì mà nó tình, nó sâu, nó đậm đặc, nó kéo. Mãi kéo lắm phải không? Giọng mãi keo là đây nè. Mãi keo luôn đó. Giọng hát mà vừa cất lên một phát là cả em cả chị cùng bật ngửa ra đằng sau ghế đáng luôn. Đáng lý là bài này nghe là phải say đúng không? Nhưng mà không. Say xong mà nghe giọng này là chỉ có muốn tỉnh để nghe tiếp thôi. Và bạn thực sự như kiểu sinh ra là để hát cái dòng nhạc này, bởi vì cái màu giọng của bạn ấy nó vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt là ở cái thời điểm này để có một cái màu giọng như thế này nó là một cái sự vô cùng hiếm có nha. Cái giọng hát của Tuấn rất là hay, rất là có chiều sâu, nó mùi lắm. Đó, và cái bài hát vừa rồi cũng rất là hợp Tuấn luôn. Được cái sự phối hợp của anh Luân nữa. Anh Luân cũng rất là cố gắng để cho hai anh em có một cái màn song ca ăn ý. Và để bật lên được cái tinh thần của bài hát là cái sự mùi mẫn. Thiên cảm giác rất là thú vị trong bài hát vừa rồi. Em xin cảm ơn Quốc Thiên. Yeah. Tuấn Nghĩa ơi, bạn có say bởi tiết mục này không? Mình nói lúc nãy với chị Yến rồi là chỉ cần bạn Tuấn bạn ấy cất giọng lên là cả Nghĩa và cả chị Yến đều bật ngửa ra đằng sau luôn. Và em thấy anh rất thành công ở trong tiết mục này. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến cho Châu Văn Tuấn. Khanh hy vọng tiếng hát này sẽ ngày càng đến gần hơn với tất cả chúng ta. Gặp em từ buổi xem nhà, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh yêu, lòng anh thầm nghe vẫn vương. Từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn để anh nhớ thương ngày đêm. Ai thương thương ai đây? Là diều bông chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp trời ơi.
thầm nghe vấn vương. Từ dạo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu mộng, như người ta tranh lá diêu mộng. Chờ em chưa đến bao em kiếm sau ta gặp nhau, đành ngỏ mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếm sau ta gặp nhau, đành ngỏ mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếm sau ta gặp nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như chúng ta chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị sẽ chỉ bình chọn dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Kim Tử Long sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng. 10 giây dành cho quý vị khán giả. Bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn này sau khi 8 tiết mục song ca được hoàn thành. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Kim Tử Long. Xin chào anh. Lời nói đầu tiên cho phép trặn lên. Em ơi, em không có gì cho anh, không biết tại sao luôn em. Anh không biết tại sao tự nhiên lúc đó hồn của anh nó thả vô trong cái bài hát. Và anh cứ tưởng tượng rằng anh là một cái người đang đi xem hát. Và anh nhìn một cái người ca sĩ bước từ ở trên một cái gì nó rất là lộng lẫy bước xuống, rồi tự nhiên hút hồn anh. Mình bị cuốn hút theo. Cuốn hút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm giác của ba nghệ sĩ khách mời còn lại sau khi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Phương thấy thì đây là tiết mục mở màn rất là xuất sắc và tạo được cái không khí khiến cho mọi người rất là phấn khích. Cảm ơn anh Long và cảm ơn bạn Trạng Lê. Cũng rất là may mắn khi mà Trạng tìm được anh Long và anh Long cũng tìm được Trạng trong cái show hôm nay. Rất là hợp nhau. Với cái tình cảm này của tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp tại trường quay thì chắc chắn sẽ dành cho Trạng Lê một cái phần trăm bình chọn thật là cao. Chiều vắng bước chân tôi.
tôi rằng Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình. Chiều vắng bước chân tôi tĩnh lặng bước trên con đường. Một người mới vừa qua hình dáng thân thuộc yêu thương. Người mới bước bên em đôi bàn tay đang nắm chặt. Nhìn tôi khẽ cười nói như chứng minh tình yêu. Người yêu cũ có người yêu mới bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thấy đến tôi bên anh, thấy đến tôi yêu anh, thấy đến tôi quan tâm về anh. Người yêu cũ có người yêu mới bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Đó là ca khúc Người yêu cũ có người yêu mới. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái đang mặc một chiếc đầm rất là bí ẩn. Em chào anh, em chào anh Hà Nói Trương và chào các anh chị bên dưới và các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Quỳnh Như. Dạ, và hiện tại thì em đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của bạn là gì? Công việc chính của em là nhà sáng tạo nội dung về thời trang và idol live stream. Xin chào Quỳnh Như. Dạ vâng. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê? Dạ đúng rồi. Tại trước đây thì em có theo đuổi âm nhạc nhưng mà hiện tại thì em lùi về sau nên là em sẽ hướng về thời trang nhiều hơn là ca hát. Bạn có nghĩ là hôm nay bạn sẽ song ca ca khúc này với chính tác giả không? Dạ không, em chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Khanh muốn nghe nhận xét của ba vị khách mời sau khi thưởng thức phiên bản Người yêu cũ có người yêu mới lần đầu tiên trên song ca giấu mặt. Cái giọng của bạn á, thì thực sự nó rất là đặc biệt, không có xen lẫn vào ai được hết. Ví dụ bạn cất giọng lên là biết, ồ đây là Quỳnh Như. Thì mình nghĩ là mình vẫn có thể làm song song hai công việc mà. Và Gấm tin là bạn cũng sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Chúc bạn sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên là phải chúc mừng hai anh em tìm thấy nhau, hai bạn tìm thấy nhau. Đây là một bài hát rất là nhiều cảm xúc, và nếu cái giọng hát nó chỉ thiên về một cái yếu tố nào đó mà thiếu đi cảm xúc thì sẽ không thể hát được cái bài hát này. Hôm nay em làm rất là tốt. Thực sự cái sân khấu này, cái bài hát này đúng thực là dành cho em. Và phải chúc mừng Hamlet Trương là tìm được thêm một người hát bài hát của mình hay nữa. Anh đánh giá em là một người rất là sáng tạo, tại vì em làm về thời trang và em đã thổi hồn vào bài hát này cũng rất là hay. Bài hát này tựa giống như một cái bài hát rất là nhanh, nên thật ra là nó đòi hỏi mình phải có nhiều cảm xúc đổ vào đó, và đặc biệt là mình phải rất là nhanh về cái lưỡi của mình để mà mình rõ lời và mình có thể xử lý cái bài hát này. Và anh nhận thấy em đã làm cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh Kheo rất nhiều. 10 giây bắt đầu. Tự hát cái nữ của anh ha. Tự hát cái nữ đi, cái tông giọng dễ hơn.
Bấm đi Liên ơi, 3 năm, 3 năm, 3 năm. Bấm nút đi ạ. Căn phòng số 3. Bây giờ sẽ là liên khúc 20, 40 và Kim với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên và người chơi trong căn phòng số 3. Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với chị Ngọc Liên. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu.
Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào tất cả bốn vị khách mời cùng mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Rất dễ thương phải không quý vị? Bạn tên gì ạ? Xinh quá trời. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em còn có nghệ danh là My Carol. My Carol. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế có nghĩa là ca hát là cái niềm đam mê của bạn đúng không? Dạ, em theo ca hát từ nhỏ nhưng mà lúc mà học đại học thì em lại vô trường học. Cái chuyện mà là một diễn viên đi làm ca sĩ là điển hình Lam Cường đây. Anh Lam Cường này em cũng là trường sân khấu điện ảnh mà ra. Thì sau này ảnh thành công đầu tiên là bên vai trò ca sĩ chứ đâu phải là diễn viên đâu. Ảnh thành công bên ca sĩ xong rồi lúc ảnh quay ngược rồi về anh đóng phim, anh đóng kịch. Anh đã chọn cái con đường nào cũng được hết trơn, miễn sao mình làm thật tốt với cái công việc mà mình đang lựa chọn ha. Anh lúc đầu anh hơi lo, tại vì chị Liên ra giọng chị dày quá. Đúng rồi. Giọng chị dày và cái lực của chị hát cũng như là cái năng lượng của chị ở trên sân khấu á. Tức là em rất là lo lắng khi mà em vừa mở cái mạng xuống một cái em ngồi em nhẩm liền. Ây da, bạn này trẻ quá, bạn này trẻ quá. Anh sợ rằng cái giọng của em sẽ bị mỏng hơn khi đi ra. Nhưng đó là cái lo sai lầm của em anh. Khi em bước ra em cất tiếng hát lên, đúng là cái giọng của em nó có hơi mỏng hơn một chút thật. Nhưng đổi lại giọng em rất sáng. Bắt giọng em rất sáng và ăn micro và nghe rất là bắt tai theo kiểu dễ thương, rất là phù hợp với lại cái ca khúc này. Liên cũng hơi hồi hộp khi bạn xuất bằng cất giọng hát lên, thì Liên nói là rồi, Liên là chọn đúng cái giọng rồi, tại vì cái giọng bạn đúng cái sở trường của Liên luôn, cho nên là hai đứa sẽ hát ăn ý. Và Liên cũng với bạn cũng giao lưu, cũng hát, cũng hiểu ý. Khi mà ánh mắt của Liên nháy bạn thì bạn cũng biết và bạn đổi chỗ và bạn cũng khều khều. Liên chị giống như là chị phải vậy không? Thì đổi qua đổi lại thì thấy có sự ăn ý cũng nhẹ nhẹ. Nên là rất hài lòng với em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nam Cường ơi, anh cảm xúc như thế nào ạ? Một cô bé nhìn từ xa rất là dễ thương, rất là mong manh. Thì anh chỉ sợ là em sẽ bị lép so với chị Liên. Nhưng mà cái giọng của em rất là sáng, tức là hai người sẽ không bị chồng lên nhau, nó sẽ có những cái điểm riêng để tạo nên cái điểm gọi là các cá nhân của mỗi người trong cái ca khúc. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Theo vầng trăng
Bây giờ kính mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa hát với anh Nguyễn Đình Vũ. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên thì cho phép xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Vũ, chị Hải Yến, anh Nghĩa và chú Nghĩa ạ. Em ơi, anh cần liều thuốc cho trái tim. Nghe câu này xong cần uống thuốc. Anh Nghĩa và chú Nghĩa. Ông trẻ. Đúng rồi, 3-4 thế hệ của nhỏ mà. Vâng, và em chào anh Khanh, chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và chào tất cả mọi người đang xem đài ạ. Dạ, em là Duy Minh ạ. Và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào Dương Minh. Cậu bé mà sáng sân khấu, một cái giọng hát dễ nghe, cái giọng hát nó phù hợp với đại chúng á. Ra sân khấu, sáng đẹp, hát hay, dễ thương là được rồi. Thôi hát với anh có bị áp lực không, trả lời thiệt. Vui anh. Dạ vui là được. Dạ. Sao chị? Cho em mấy lời nhận xét kìa chị. Chị thì chị thấy là không phải thế đâu, nhưng mà thôi thì em hỏi chị cũng đành phải thế thôi. Thật ra thì như này nè, em thì có cơ hội gặp Dương Minh rồi, bởi vì bạn ấy tham gia một cái cuộc thi dành cho sinh viên và em làm giám khảo. Bạn ấy có một cái giọng rất là đặc biệt, tức là nếu mà có thể để hát những bài hát của nữ, bạn ấy cũng có thể hát được luôn. Cho Khanh hỏi Dương Minh là trong số các bài hát mà bạn tập ở trong chương trình này á, bạn còn thích ca khúc nào nữa? Bài nào em cũng thích. Bài nào cũng thích. Bây giờ nếu được hát một câu tặng quý vị thì bạn chọn bài nào? Em sẽ hát một bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Xin mời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng nơi băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Dương Minh. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca cùng anh Quang Hà.
Mặc dù đây là một tiết mục song ca, nhưng các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quang Hà cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây của các bạn bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Em xin chào các vị khách mời. Em xin chào anh Quang Hà, em xin chào anh Bạch Công Khanh và quý vị khán giả ở đây cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là ca sĩ Dung Nina. Xin chào Dung Nina. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về phần biểu diễn của cô gái này cùng với anh Quang Hà. Khanh mời chị Vân Khánh. Dễ thương quá. Cô gái bước ra rất là bắt sân khấu, một cái dáng vóc rất là mảnh mai, xinh xắn như một nàng công chúa vậy đó. Và đã nhanh chóng bắt nhịp với anh Quang Hà, ra là nhún nhảy liền, rất là nhanh. Và đặc biệt rằng là phải nói thật nể phục, tại vì Vân Khánh là chuyên trị dòng nhạc dân ca trữ tình, nghe hát cái kiểu mà chạy chữ kiểu này bái phục luôn. Phải nói thực sự là rất mà khó. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này nó không hề có cái sự chuẩn bị trước. Chị chúc mừng cho em hôm nay em làm khá tốt cái phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh nè. Giọng hát của em á, thật sự là một giọng hát lạ đó. Chị rất thích cái giọng hát của em, bởi vì bài hát này thuộc loại là bài hát khó, tiết tấu của nó rất là nhanh. Mà anh Quang Hà chọn cái bài này á, thì cũng làm khó cho em. Nhưng mà bù lại cái sự hỗ trợ của anh Quang Hà cũng rất quan trọng, bởi vì anh máu lửa lắm. Chị chúc mừng buổi trình diễn của em ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chính anh Quang Hà nhận xét về tiếng hát của Dung Nina. Ngày hôm nay Hà rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên gặp bạn. Và chúng mình cũng vừa có một cái màn song ca coi như là ngẫu nhiên trên sân khấu. Khi mà hát đơn ca thì tất cả mọi thứ mình đều có thể chủ động được. Còn khi hát song ca thì bắt buộc mình phải lắng nghe người biểu diễn và hát cho nó cùng tần số với người bên cạnh để cho cái tiết mục đó nó thật sự là hài hòa. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình này. Cảm ơn Quang Hà cũng như là Dung Nina một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục mở màn rất là sôi động.
vì sợ cô đơn nên em mặc kệ. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Hoàng Bách. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ, em xin được chào bốn vị khách mời, anh MC, các bạn khán giả trường quay và tất cả khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Em tên là Giang Thùy Linh, em đang là ca sĩ tự do và em rất vui khi hôm nay được tham gia chương trình này và rất là vui khi được song ca với anh Hoàng Bách ạ. Xin chào Giang Thùy Linh, một cô gái rất là cá tính và tràn đầy năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái người cuối cùng thì lại có một cái phong cách mà bản thân mình bất ngờ nhưng mà rất là thích. Dạ, rất là thích cái cách lúc em bước xuống, ngay từ lúc em bước xuống thì anh biết là rồi mình sẽ có một phần trình diễn tốt, phần trình diễn hay. Và cuối cùng là chắc là mọi người cũng yêu thích phần trình diễn của em. Chúc mừng em. Cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều. Bây giờ bạn sẽ nghe anh Kim Tử Long chia sẻ. Ba đứa tụi tôi chia sẻ một lượt được không? Dạ được ạ, xin mời. 1, 2, 3. Quá tuyệt vời. Chàng
năm xưa có gió heo mây, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo. Trả lại em con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Một song ca rất ấn tượng vừa rồi. Và bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. Quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ chỉ hướng đến giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa song ca với anh Hamlet. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên em xin được gửi đến anh Hamlet rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Phương thấy Hamlet Trương và Hạnh An thật sự là giống như một cặp luôn á. Giống như trời xanh một cặp, rất xứng đôi. Và kể cả mặc đồ không biết có hẹn trước không mà sao tông xịt tông dữ. Đẹp hết, nãy giờ Thức cũng nói chuyện với Phương, nói chuyện hai bạn này hợp ghê á. Thứ nhất là trang phục hợp là giống hai giọng vừa nam nữ bè cho nhau, hay quá chừng luôn đấy. Thì Phương thấy là thực ra cái bài này là một mình nổi vậy kìa. Răng mắt trời mưa, phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa. Bao nhiêu kỷ niệm em ai, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, chợt đâu đây vọng đưa. Công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Rồi sắp khóc nữa rồi. Thu đen thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai.
buồn mình tôi bước chân lẻ. Xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cô nhân u sầu. Trở về đây lúc đêm vừa lên, dằm mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái một tình yêu. Trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau. Và đó là Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân với tiếng hát Xuân Dũng và Duy Phương. Mỗi tiếng hát là một màu sắc khác nhau. Khanh nghĩ rằng điều này sẽ rất là làm khó cho quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Xuân Dũng hoặc Duy Phương. Nếu như quý vị chọn tiếng hát của Xuân Dũng, quý vị sẽ bấm vào nút A. Nếu như chọn tiếng hát của Duy Phương, hãy nhấn vào nút B. Và chúng ta có 10 giây. Thời gian của quý vị bắt đầu. Một lần nữa cảm ơn tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thưa quý vị, kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình chính của sân khấu. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình. Không biết rằng quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Xuân Dũng và Duy Phương mỗi người là bao nhiêu phần trăm? Chúng ta đang thấy 52% và 48%. Và tiếng hát của người chơi nào sẽ giành chiến thắng tại song ca giấu mặt? Là Xuân Dũng hay Duy Phương? Người nào nhận được 52%? Kết quả là Nguyễn Xuân Dũng với 52%.
2% là phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay. Chúc mừng bạn Nguyễn Xuân Dũng đã nhận được 10 triệu đồng là phần thưởng của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng cũng như là Duy Phương vì đã dành thời gian đến với Song Ca Gió Mặt và cho chúng tôi thưởng thức tiếng hát của các bạn. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dạy khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như anh chẳng may. Nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa, gượng cười khi biết anh là người giữa hai người, còn lại gì cho nhớ ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Anh không kêu chúng tôi không nghe hoài sao được, hay như vậy sao không nghe được, đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Quốc Thiên. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.
you, thank you. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Khánh xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ. Em chào các anh, các chị ạ. Và em chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Em là An Nguyễn, mọi người có thể gọi em là An ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào An Nguyễn. Nhưng mà nghe giọng hát của em không thấy An thế nào. Rất là dễ sống đúng không anh? Dạ. Yeah. Lần đầu tiên anh Thiên hát bài này luôn. Vâng. Và lại hát với nữ nữa. Vâng. Hơi khó tại vì biết sao, Thiên thấy một cô bé có một cái vóc dáng rất là đẹp. Một lần nữa anh lại may hơn lần này nữa là được một cô gái xinh đẹp mà hát cũng rất là hay, rất là nội lực nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn An rất nhiều. Em cảm ơn anh đã chọn em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Thật ra thì giọng hát của An nó không được gọi là không phải bén giống như các cái giọng mà gọi là giọng alto khác hoặc là những cái giọng soprano khác, nhưng mà cái giọng của bạn thì nó có một cái độ dày, một cái độ dày dựng nhất định. Và khi mà chọn được cái bài hát Xem Như Em Chẳng May này ấy, cái sự tự tin của bạn ấy trước Quốc Thiên đó là có rõ ràng luôn. Và thậm chí những cái giao đãi, những cái feeling của bạn ấy nó đặt để rất là đúng chỗ. Đặt để đúng chỗ tức là gì, nó không bị thừa thãi ra, làm cho người nghe cảm thấy rất là dễ chịu, hài hòa. Cảm ơn chị ạ. Chị Hải Yến ạ. Hôm nãy có cái nốt cao nhất của An đấy, mà An không bắn cái nốt bình thường mà An bắn một cái quãng ba trên. Anh rất là bất ngờ hay. Bởi vì anh biết wow rồi. Đó. Còn lại gì cho nhớ? Nốt chuyển rất là tinh tế luôn ở cái đoạn đấy đấy. Nói về những đoạn hát cao thì chắc là phải nhờ Tuấn Nghĩa chia sẻ thêm. Bạn phiêu mà bạn phiêu tới được nên là nghe rất là đã. Mà khi mà nghe thấy An phiêu được thì anh Thiên ở bên cạnh anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh cũng phiêu theo luôn. Cả hai người mà rất ăn ý luôn, như là một cái tiết mục mà đã được tập trước rồi. Phải chúc mừng Thiên bởi vì là ngày hôm nay em đã hỗ trợ cho bạn rất tốt, và phải chúc mừng hai em bởi vì đã tìm thấy nhau. Đó. Hôm nay là xem như anh rất may. Đúng. Xem cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều ạ. Từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã, đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình dâng ngập lối, nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Trời đẹp quá. Chân
vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Trời buông tia nắng tươi lung linh ấm nồng, khi cơn mưa vượt qua tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông, quất lấp những đêm dài mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời, xa hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca, từng vòng tay trao hơi giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho phần biểu diễn này. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra bình chọn của mình. 10 giây bắt đầu. Quý vị, 10 giây bình chọn đã kết thúc. Bây giờ thì hãy cùng Khanh giao lưu với người chơi ở vị trí số 2. Xin chào bạn. Dạ, chào anh. Em chào bốn vị giám khảo và anh Sĩ Luân, đẹp trai. Sĩ Luân còn kèm theo cái chữ đẹp trai. Đẹp trai nữa, trời ơi. Làm cho những chàng trai khác rất là chạnh lòng luôn. Anh cũng đẹp trai. Ồ, cảm ơn em. Hết chạnh lòng liền. Dạ, em tên là Cao Phương Thúy. Hiện tại em là diễn viên ca sĩ tự do. Thật sự là ngày hôm nay là sân khấu này, Sĩ Luân cảm thấy tất cả không có khoảng cách. Bởi vì những bài hát cũ, những bài hát rất hay, các bạn trẻ thể hiện cũng không kém phần hấp dẫn. Các bạn vẫn có nội lực và điều rất hay. Vỗ tay cho tất cả chúng ta với âm nhạc ngày hôm nay. Không nghĩ em là diễn viên luôn. Yeah. Chị cứ nghĩ em là một ca sĩ chuyên nghiệp thật thụ hoặc là một người mẫu. Hồi nãy khi cô bé bước từ trên nấc thang bước xuống, nó có một cái thần thái của một diễn viên phim. Và khi hai người hát chung với nhau, chị tưởng tượng giống như đang hát nhạc phim vậy đó. Yeah. Thật sự ra trong cái điện ảnh, trong chị Quỳnh tự nhiên thổi lên, tự nhiên có cảm xúc quá ghê luôn. Là nhìn thấy Sĩ Luân giống như một diễn viên Hàn Quốc thật sự. Giống như... Không, thật sự mọi người phải công nhận như mọi người Quỳnh nói không? Giống như là một anh chàng đại gia của... trong một cái phim Hàn đã được một cô gái này giống như là vệ sĩ đi kế bên bảo vệ, mà hai người có một chút tình yêu nào đó. Nó trỗi lên trong cái bài hát này rất là, phải gọi là rất là điện ảnh luôn á. Ra một kịch bản phim luôn hả chị? Đó. Anh Nhật ơi, anh cảm thấy như thế nào? Cảm ơn chị Luân. Em bè bội cho Thủy rất là... Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Em nâng đỡ tiếng hát của Thủy. Thủy là cùng một chất giọng với cô Ngân Quỳnh, anh Tô, nữ trầm mà có khang khang. Và đặc biệt là em có một cái đôi mắt rất đẹp. Em hát bài này thật sự là cái đoạn tự sự nó giống như là em hát từ tâm ra, giống như mình chẳng hát gì cả, cứ tâm sự với những người đối diện thôi. Và lúc nào cần hát
lả lơi tự sự, lúc nào cần xử lý như thế nào em đã làm tốt hết. Và em phải cảm ơn nhạc sĩ Sĩ Luân đã là một cái nền rất chắc để em tỏa sáng ở tiết mục này. Và em ơi, em trên sân khấu em đẹp dễ sợ, sáng trưng luôn. Quá đẹp luôn. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Đang thương và đang được yêu. Tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật kết quả này cho đến cuối chương trình. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái mặc một chiếc áo rất là đẹp. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên em xin được gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Lan và em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cho Khanh hỏi công việc hiện tại của bạn là gì? Dạ, hiện tại em đang là một ca sĩ tự do và em cũng có đi dạy bên âm nhạc luôn ạ. À, dạ. Cũng là một giáo viên. Dạ. Bạn cảm thấy như thế nào giữa cái việc mà mình gặp gỡ học trò với lại việc mình đứng trên sân khấu hát? Hai việc đó thì thật ra là nó cũng tương đồng như nhau. Mình đứng ở sân khấu thì mình cũng thể hiện cảm xúc và mình truyền tải những cái bài hát qua bằng cái chính cái cảm xúc của mình. Khi mình dạy học trò thì mình cũng phải đứng trên bục giảng và mình dạy bằng cái tâm của mình để học trò có thể hiểu được. Cảm ơn Tuyết Lan rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của ba vị khách mời còn lại khi mà thưởng thức tiết mục Tình Đời. Quá xá tình trên sân khấu và hôm nay em ganh tị với anh Long Nhật vô cùng. Thế rõ ràng là từ cái đón đầu tiên của anh là anh bước lên cầu thang, hình ảnh nó đẹp dễ sợ. Và đặc biệt ở Tuyết Lan thì anh ấn tượng về cái cách nhả chữ của em. Em nhả chữ rất kỹ và có lẽ là điều đó cũng hợp với anh Long Nhật luôn. Cái sự hòa quyện và cái cách hát tỉ mỉ, tinh tế, nắn nót từng chữ thì hai anh em đã làm rất là hòa quyện và cho Quốc Đại một cái cảm giác, một ca khúc Tình Đời đông đầy tình cảm, đông đầy cảm xúc. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Thế còn ca sĩ Hồng Gấm thì sao?
Bài này cũng là một bài mà Khanh đã từng nghe Gấm hát. Em đặc biệt rất thích bài hát này. Rất cảm ơn bạn Tuyết Lan đã thể hiện rất là thành công, cho Gấm thấy được là bạn đang hát cho chính cuộc đời của bạn. Và Gấm cũng được an ủi khi mà nhờ có chàng trai này hứa hẹn sẽ che chở, sẽ cùng chia sẻ, cùng cảm thông. Vì Hồng Gấm cũng cầu mong là tất cả các anh chị nghệ sĩ khi mà làm nghề ca hát sẽ được tìm được một cái người thấu hiểu, thông cảm và yêu thương mình ở bên cạnh mình. Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Thế còn Nam Cường, anh có ganh tị với Long Nhật không ạ? Không, mà phải nói là cảm ơn anh Long Nhật đã lựa chọn bài hát này. Bởi vì anh biết không, khi mà anh đứng đây anh cất cái tiếng hát của anh lên á, thì rất là nhiều những ký ức hiện về. Bởi vì đây là một trong những bài hát mà em đã từng nghe trong một cái giai đoạn mà hơi khó khăn của em trong nghề nghiệp. Thật sự là bạn phải cảm ơn anh Long Nhật rất là nhiều. Bởi vì bạn biết không, khi mà mình hát lên sân khấu một giọng ca đẹp, một ngoại hình đẹp, nó vẫn chưa đủ bằng một cái cảm xúc đẹp nữa, thì nó sẽ giúp cho cái khán giả cảm nhận được ca khúc của mình nhiều hơn. Và hôm nay thì anh Nhật mang lại cái điều đó, đúng là giống như là một bậc thầy. Cảm ơn anh. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và hy vọng rằng cái sự hỗ trợ hết mình của Long Nhật sẽ giúp cho Tuyết Lan ghi điểm được trong mắt của tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay. Một bóng tôi tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai, trăng khuyên rồi có khi đầy ngàn cánh rồi cũng sung vầy, mây bay bay hoài ngàn năm, lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo, ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm. Năm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay, hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn. Con thuyền đổ bên tình yêu, ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo,
gian âm thầm như nước về khơi. Lòng trót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư phần bình chọn thuộc về quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây. Nếu như chọn cho Diệu Ly, nhấn phím A. Thanh Tùng, chúng ta nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả bắt đầu. Trước khi đến với kết quả này thì Khanh rất muốn nghe nhận xét của bốn khách mời về tiết mục này. Rõ ràng là khi mà bắt đầu ca khúc này thì anh thấy Tùng chơi rất đẹp. Bởi vì đây là ca khúc của em, nhưng mà em đã quyết định chọn một tông thuận lợi hơn cho bạn nữ. Và em hát ở cái quãng giọng ở dưới nó thấp hơn, nhưng mà hôm nay em hát rất tốt, nhẹ nhàng, đỉnh đạt, đi vào lòng người. Cảm ơn em đã chọn ca khúc này và Diệu Ly đã làm rất rất là tốt. Chúc mừng em. Em thấy hả, hai bạn ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất là tuyệt vời. Lại sao lại nhường nhịn mà tao nói nó thôi, say mê lắm. Tôi nhìn cô này là tôi thấy say mê. Điềm đạm khi mà mình chọn về nó, nếu như là mình chọn về cái bài của mình thì mình phải chọn cái bài lợi thế về mình, tông giọng cũng phải về mình và những cái nốt đẹp tỏa sáng cũng phải là của mình. Nhưng mà đối với Tùng thì chị thấy là có một cái sự nhường nhịn rõ nét, mà. Rất rõ nét. Nhưng rất, mà không vì thế giọng bạn lu mờ mà giọng bạn rất là đẹp. Ôi còn gì để nói, nhưng mà sự kết hợp này Ngọc thấy là nó vẫn có sự hòa quyện rất rất là đẹp. Dũng nghĩ là đối với chuyện song ca thì cái việc mà nhường nhịn cái người hát chung là một điều rất là quan trọng. Em đã để cho Ly có những cái chỗ để tỏa sáng. Còn Ly thì vẫn như mọi khi, chất giọng của em có một cái nét rất là riêng. Em hát dòng nhạc nào em cũng đưa cái riêng của mình vào đó và nghe rất rõ một cái sự sang trọng, một cái sự hơi tân thời hơn nhưng vẫn có mong manh gì đó để dựa vào người đàn ông rất là vững chãi, rất là chắc này. Vì thế anh nghĩ rằng là đây là màn song ca thành công. Chúc mừng cả hai bạn. Cảm ơn các khách mời một lần nữa. Và bây giờ chúng ta phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa, bởi vì chính họ sẽ là người giúp cho chúng ta biết người chơi nào giành chiến thắng hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ trên màn hình chính sẽ hiện ra hai con số. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly và Thanh Tùng. 58% và 42%. Nghĩa là có một người nhận được 58% và người còn lại là 42%. Người chơi nhận được 58% chính là người chơi giành chiến thắng tại song ca giọng mạo. Ai cũng biết đó nha. Và kết quả là Thanh Tùng. Chúc mừng Thanh Tùng. Giải thưởng của bạn là 10 triệu đồng tại song ca giấu mặt. Chúc mừng bạn. Thanh Tùng cũng là người chơi song ca với anh Quốc Đại. Chúc mừng anh. Thank you.
ta vừa được thưởng thức màn song đấu của Lê Huy và Lê Quốc Phú. Và quả thật đây là hai màu sắc âm nhạc rất riêng biệt. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Lê Quốc Phú, nhấn phím A. Chọn Lê Huy thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Vậy là thời gian bình chọn đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ Khanh rất muốn nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Tôi đang xem gì thế này? Một trận đấu hay một tiết mục? Một bên thì cổ điển, vững vàng, một bên phải thích nghi theo những cái giai điệu khó, trong khi bạn mê rock nhưng mà phải hát theo một bài kiểu này với em. Sáng tạo vô cùng. Giữa hai người nếu mà để chọn chấm điểm, xin lỗi, cũng không thể chọn được. Cảm ơn Đình Vũ nhiều. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Đình Vũ. Thế còn Tuấn Nghĩa thì sao? Anh Huy thì anh có cái sự trả lời rất là rõ ràng. Anh hát mà kể cả những cái anh hát nói đừng khóc nữa, rồi anh đẩy lên theo từng cái cung bậc một, nó dìu được cái cảm xúc của người nghe. Cái này thì em thấy là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Không biết chị Hải Yến và anh Đại Nghĩa nghĩ gì? Cá nhân Hải Yến nhá, Yến sẽ không đặt hai giọng hát của bạn lên bàn cân để cân. Bởi vì hai bạn hoàn toàn là hai cái sở trường khác nhau. Nhưng cái điều mà Yến nghĩ rằng các bạn đang làm được trong một cái buổi tối của cái chương trình Song Ca Giống Mặt ngày hôm nay đấy chính là mang lại một cái tiết mục vô cùng đặc sắc và tạo rất nhiều cái bất ngờ. Anh Lê Huy, em chỉ dùng một từ, anh hát rất đời. Rất đời luôn. Còn với Quốc Phú, Quốc Phú là một người đàn ông trong mắt của Hải Yến nha, cực kỳ trữ tình, lịch lãm. Cái màn so đấu này sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng khó với tất cả quý vị khán giả ngồi đây. Yến rất cảm ơn cái tiết mục này bởi vì là nó mang lại cho Yến rất nhiều cảm xúc khi đến với chương trình Song Ca Giống Mặt. Cảm ơn hai người rất nhiều. Yeah. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Các bạn vừa mới chia sẻ với Phú và Huy thì có lẽ là Phú và Huy cũng sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Để là một người nghệ sĩ thành công và đặc biệt là trong vai trò là một ca sĩ á, chúng ta phải đa dạng, phải màu sắc trong cái cách hát của mình. Khi chúng ta biết dung hòa tất cả mọi cái với nhau, với Phú, em sẽ có nhiều trải nghiệm nữa khi tuổi đời của em ngày càng lớn hơn. Cái cách hát của em nó sẽ đời hơn một chút, nó mộc hơn một chút, cộng với cái giọng đẹp vốn có của em, nó sẽ vừa vặn và nó sẽ hấp dẫn người nghe. Với Huy cũng như vậy, cá tính của em có rồi, rất là mạnh mẽ, sự nổi loạn, sự cuồng nhiệt trong em có rồi. Nhưng nếu như mình cần có một chút điềm tĩnh lại, đầm lại một chút, thì có lẽ nó sẽ cân bằng được với những cái sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ gửi đến với khán giả. Thì chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều sự yêu thương, đón nhận từ phía quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và bây giờ chúng ta phải đợi vào kết quả bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay mà thôi. Tỷ lệ đó là bao nhiêu? Hãy cùng Khanh hướng mắt lên màn hình. 51% và 49%. Nghĩa là người chơi giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt sẽ nhận được 51% là phần trăm bình chọn của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay để dành cho các bạn. Đó là giọng hát. Đã từng song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa trong chương trình này. Rồi. Rồi ok. Ủa, hai người luôn. Cả hai đều từng song ca với Tuấn Nghĩa hả? Kết quả của chúng tôi sẽ có ngay bây giờ. Xin chúc mừng Lê Quốc Phú. Chúc mừng Lê Quốc Phú là người chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 51%. Và số tiền mang về Lê Quốc Phú có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng cho Tuấn Nghĩa. Đây là người chơi đã song ca với Tuấn Nghĩa.
chẳng còn nhiều luyến luyến. Anh mong lòng em khô. Ở yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi thấy nơi của anh ngày đầu hết thương rồi. Giữa những đam mê tâm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi, lạnh băng tiếng khóc cười. Em ở nơi xa xôi vô lối. Mặt đất nữa giữa đôi chân chúng ta, thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho em đắng cay, nơi anh là nhà. Chẳng còn nhiều luyến liêu, em anh mong lòng mất anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu sẽ bắt đầu thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay với 10 giây. Xin mời. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh và Hồng Gấm đây. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào tới chị Hồng Gấm, dàn nghệ sĩ khách mời cũng như là toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng nhất ạ. Em tự hiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Thịnh và em năm nay 21 tuổi và em đang là sinh viên của trường Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Nguyễn Ngọc Thịnh. Trong trường Y Dược bạn học khoa nào? Dạ em học đa khoa. Wow, một bác sĩ tương lai. Dạ vâng, và đây cũng là lần đầu tiên em thử sức với một sân khấu như thế này. Khán giả cũng như là được song ca với một người nổi tiếng. Cho nên là em có hơi bị một chút run cũng như là một chút xíu áp lực nhẹ nhẹ khi mà đứng gần. Nhưng mà không sao, tiếng hát của bạn vẫn chinh phục được chúng tôi đấy. Hồng Gấm ơi, cảm xúc của bạn như thế nào khi mà song ca với chàng trai này? Chị cảm nhận được em là một người đã có rất nhiều trải nghiệm trong tình cảm và có thể là trong cuộc sống, mà giúp cho cái giọng hát của em nó chín chắn hơn. Và chị tin nó sẽ còn vươn xa hơn nữa. Cố gắng lên nha. Vâng ạ, đó là chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Không biết anh Hamlet, anh nghĩ gì về tiết mục này? Thật ra thì cặp đôi này đến được với nhau là nhờ tôi á. Đúng không? Tại vì tôi chọn Gấm hát trước thì Gấm mới chọn số 3. Chứ tôi thấy số 3 là nhiều người cũng muốn hát chung. Tại vì bạn rất là năng lượng ngay từ đầu rồi. Cảm ơn một tiết mục tuyệt vời. Vâng, kính chào bạn nào quen Hamlet. Thịnh bước chân xuống thì từ trong đầu ra anh đẩy ra là cái thằng bé học sinh cấp 3 nào mà nên đi vào đây làm gì? Đi lạc à? Đi lạc à? Nhưng mà khi em cất giọng lên thì nó tương phản hoàn toàn với những gì anh đã tưởng tượng. Một cái giọng rất là nam tính,
có cái độ rung đặc biệt, dày, giọng giọng về cơ bản là giọng tốt và hát xử lý có cái riêng của mình. Chúc mừng hai chị em. Cảm ơn lời khen của anh Hoàng Bách. Thế còn Kheo thì sao ạ? Một cái mà Kheo cảm thấy rất là hài lòng với cái phần trình diễn này đó chính là cái sự thoải mái trong người của em á. Và mỗi khi là mình lên sân khấu và mình có một cái sự thoải mái đó, mình rất là tỏa sáng, là mình tự nhiên và mình giống như là một người đang làm những cái gì mình mong muốn trong một cái khoảnh khắc mà mình thật sự cảm thấy hạnh phúc. Và đó là ca khúc Ngại Ngùng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị sẽ có 10 giây và thời gian bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy. Xin chào bạn. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được kính chào quý vị ban giám khảo, chào anh Bách Công Khanh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em là Cao Lan, em là một người đồng bào dân tộc Cao Lan đến từ tỉnh Tuyên Quang và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Cao Lan. Một cô bé người dân tộc Cao Lan và nghề danh của em là Cao Lan luôn. Bấy nhiêu thôi đã ghi đủ điểm thật đẹp trong lòng anh Long Nhật rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Wow. Dạ. Bây giờ thì chúng ta phải nghe những nhận xét của các khách mời. Lan ơi, em hát ngọt ngào quá, xá ngọt ngào. Dạ, em cảm ơn Quốc Đại ạ. Giọng dày. Và hôm nay thì được chứng kiến một cô gái nhỏ của Tuyên Quang đã cho anh rất là nhiều cảm xúc qua cái bài Ngại Ngùng này. Cảm ơn em đã có mặt trong chương trình. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Hồng Gấm thì sao ạ? Em rất ấn tượng ở cái đoạn là bạn thể hiện cái cảm xúc ngại ngùng mắc cỡ đó. Nó rất là tự nhiên, y như là cái tinh thần bài hát vậy đó. Thì là Gấm ấn tượng với cái đó. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Với Cao Lan thì rất là ấn tượng với bạn về cái tên của bạn, rất là đẹp, tên đẹp lắm. Và gương mặt, ngoại hình của bạn cũng xinh xắn giống như cái tên của bạn vậy. Kiểu của bạn nó cũng ngại ngùng, nó cũng nhẹ nhàng, y chang bài hát. Vì thế mà Cường hy vọng rằng với cái phong cách này, bạn cứ phát triển nó, Cường chắc chắn là khán giả sẽ yêu bạn rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn anh Nam Cường ạ. Và Lan rất là muốn được ôm ca sĩ Long Nhật được không ạ? Cảm ơn ca sĩ Long. Rất là hữu duyên. Cảm ơn Cao Lan và Long Nhật rất nhiều vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục song ca rất tuyệt vời.